Em xin kính chào quý anh chị cô bác, con cô bác nha. Nay em xin phép quay để cho quý anh chị cô bà con cô bác một lô đất nền tại trung tâm thị trấn Ea Súp này của chị nha. Đây là con đường quốc lộ 1 này. Đó. Trung tâm thị trấn Ea Súp. Rồi giờ em xin phép đi vào cái lô đất. Lô đất nó nằm trong cái con đường rào đây, cái cọc rào này sang bên đây là 8m này, 8m2 á, sâu vô 30m, thổ cư 40m đó. Gia chủ đang mong muốn bán với cái giá là 400 triệu bao sang sổ cho quý anh chị này. Đó. Khu dân cư hiện hữu này, quán cà phê, trà sữa này. Đó. Đất thị trấn Ea Súp nha quý anh chị nha, đất trung tâm thị trấn Ea Súp. Quý anh chị nào có nhu cầu định cư xây nhà yến, đây nhà yến thì gần đây có cái này đó, thì liên hệ cho em theo cái số điện thoại 0977 280 818. Đây nhà yến này đó. Đây khu dân cư toàn cán bộ công chức này, quán cà phê, tạp hóa. Đường này đường thông nha quý anh chị nha. Giá bán là 50 triệu một mét ngang, 400 cả lô bao sang sổ. Đất trung tâm thị trấn Ea Súp. Quý anh chị nào quan tâm thì liên hệ cho em theo cái số điện thoại 0977 280 818. Ngang 8m2, sâu 30, thổ cư 400, thổ cư 40m. Thổ cư 40m. À, thổ cư 40 có cái nhà tiền chế tạm này. Rồi em xin phép được kết thúc video đây, hẹn quý anh chị vào những video tiếp theo nhé.